Nó ra con không nè. Hướng dẫn cho bạn kiếm 30 cuộn mỗi tháng với cái số vốn từ 800 đô thôi nha các bạn. Các bạn hãy làm theo cách này của mình nha. Các bạn vào một trò chơi nè. Sau đó các bạn sẽ chọn cái trò chơi này giúp mình nha. Rồi tại đây thì mình sẽ tiến hành mình thị phạm. Ở trước khi vào thị phạm thì mình sẽ share cho bạn mới công thức cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn vào một lịch sử nè. Sau đó các bạn sẽ dùng cái phương pháp loại trừ ha. Loại trừ phải có điều kiện nha. Ở đây thì mình sẽ loại 3 con và sẽ có điều kiện nha. Cái con đầu tiên mình loại là con vừa ra và mình sẽ loại tiếp hai con. Hai con ở đây là có cái tần số xuất hiện nhiều nhất, tức là hai cặp trùng á. Vậy thì mình sẽ xem ha, cái cặp trùng là cái cặp mà có xuất hiện nhiều nhất ha. Ở đây mình thấy có cặp số 1 nó ra nhiều nè, rồi có cặp số 0 nữa nè các bạn. Ở đây các bạn xét thêm nữa ha. Đây nó chỉ có hai cặp này thôi. Rồi mình sẽ có con 9 nè, con 1 và con 0 mình loại ha. Rồi mình sẽ đi những con lại. Thì với cái số vốn là 800 đô mình sẽ đi một lệnh là 8 đô nha các bạn. Ok, bây giờ nó ra một cái phiên mới thì mình xét lại đi ha. Đây mình loại con 6 nè, mình loại con 1 nè, mình loại con 0 nè ha. Ở đây mình có thêm con 9 mình loại nữa. Vậy thì ở đây nó xuất hiện 3 cặp đúng không? Cặp 9 nè, cặp 1 và cặp 0. Vậy thì mình sẽ ưu tiên mình loại hai cặp gần nhất là cặp 9 và cặp 1 nha, cặp 0 mình không loại. Vậy thì ở đây mình sẽ loại là con 6 nè, con 9 và con 1 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi lệnh 8 đô nè. Những con loại thì mình không đi nha, mình đi những con còn lại ra. Đây 6, 9 và 1 không đi nè, đi những con này ha. Mình đi 8 đô. Ok. Thì với cái lệnh này nếu như các bạn win á, các bạn sẽ đem về là 22 đô. Nó đâu đó khoảng là 528k mình nhân với tỷ giá 24 ha. Thì một ngày các bạn kiếm hai lệnh thôi, nó cũng rơi vào 44 đô thì khoảng hơn cũ á. Thì các bạn nhân với tỷ giá của một tháng thì nó ra 30 củ ha. Bây giờ các bạn chờ kết quả nó ra nha. Ok, nó ra con 1 mình lót nè. Bây giờ không sao nha, mình vẫn còn một lệnh là 24 mình đi nè. Ok, bây giờ nếu mà lót lệnh 8 mình sẽ đi lệnh 24 nha. Rồi lúc nãy mình sẽ đi là cái lệnh cũ lúc nãy nha. Đây, lệnh cũ lúc nãy nè, y chang lệnh lúc cũ lúc nãy nha. Rồi mình đi nè. Rồi, thì với cái lệnh 24 này á, là mình sơ cua cho bạn thêm một cái lệnh để giúp cho bạn kéo lại nếu mà trường hợp với lệnh đầu mình lót nha. Thì nếu như các bạn win cái lệnh 24 này, các bạn sẽ kéo lại cái lệnh 8 nha. Rồi tiếp khi mà win rồi á, mình sẽ xét lại mình đi tiếp ha. Còn nếu trường hợp mà lệnh này có lót luôn á thì các bạn cứ chốt lỗ và mình kéo lại sau nha. Không sao hết, nếu mà lỗ bạn chỉ kéo lại thôi, mình chốt phiên và một tí mình lại mình đánh lại là nó ok ha. Rồi thì bây giờ các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây nó ra con 0 nè. Các bạn thấy mình win không? Đây lúc nãy là lót là 56 nè, bây giờ mình kiếm được là 66, trừ ra vẫn kiếm hơn 10 đô ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ xét mình đi nha. Đây mình loại con 0 nè, mình loại con 1 nè. Rồi còn con 9 mình loại luôn nè. Ha, 0, 1 và 9 ha các bạn. Ok. Đây mình đi lệnh 8 nha. Rồi 0, 1, 9 nè. Mình sẽ đi những con này nha. Ok. Rồi lệnh này mình nếu mà win thì mình kiếm 22 đô. Đó cái là lúc nãy mình kéo về mà mình vẫn còn lời 10 đô các bạn. Rồi thì trường hợp này á, nếu mà win lệnh này thì mình có thể mình chốt một tí nữa, một phiên sau mình vào ha. Lời khuyên cho các bạn á, là mỗi một phiên như vậy á, các bạn nên win từ 1 cho tới 2 lệnh thôi. Rồi cái lúc đó các bạn chốt lời ha. Rồi các bạn muốn chơi tiếp thì một tí các bạn vào thôi. Mình không nên mình vào lâu trong thị trường ha. Rồi các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây nó ra con 7 mình win đó nè. Đây để mình vào lịch sử mình xem ha. Đây cái lệnh lúc nãy thì mình kiếm được 10 đô. Lệnh này mình kiếm được là 22, nếu mình kiếm cũng 33 đô các bạn ha. Thì một tí mình sẽ vào mình đánh thêm một lệnh nữa để mình kiếm target là một củ mỗi ngày. Nhưng mà ở cái phiên này lời khuyên cho các bạn là mình chỉ win hai lệnh hoặc là một lệnh mình chốt ha. Để thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là cái tỷ lệ thắng nó sẽ tốt hơn. Đó, thì mình cũng có sơ cua cho bạn một cái lệnh 24 nữa. Nếu trường hợp là lệnh 8 lót thì các bạn cứ đi một lệnh 24 ha. Thì với lệnh 24 này thì các bạn sẽ đi lại cái lệnh cũ của lệnh lót lúc nãy nha. Rồi thì ngoài ra bên mình còn có chương trình nạp thưởng dành cho các bạn đăng ký mới cũng như là đăng ký cũ ha. Mình sẽ thưởng 3 lần nạp nha. Lần nạp đầu tiên các bạn nạp tối thiểu từ 20 thì mình sẽ thưởng 3. Nạp nhiều hơn thì sẽ thưởng nhiều hơn nha. Nạp 200 thì thưởng 20. Với lần nạp thứ 2 thì nạp tối thiểu từ 20 sẽ thưởng 5. Với lần nạp thứ 3 thì nạp tối thiểu từ 200 sẽ thưởng 20 nha. Để nhận được phần thưởng này với điều kiện là các bạn phải đăng ký tài khoản qua link giới thiệu của mình. Link thì mình sẽ để ở phần mô tả hoặc là phần comment đều có nha. Nếu các bạn tìm không ra nữa, các bạn có thể gõ cái từ khóa này ở trên Google. Rồi các bạn enter thì nó sẽ ra cái link đăng ký ở đây nha.
đăng ký nạp xong thì các bạn liên hệ với bạn này sẽ hỗ trợ tặng thưởng cho bạn. Hoặc là trong quá trình mà các bạn nạp rút như nào không được thì bạn này cũng hỗ trợ nạp rút cho bạn luôn nha. Và đó là cách giúp cho bạn kiếm một củ mỗi ngày với số vốn từ $800 ha các bạn. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên sàn CoinVideo nha.